Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Xăm Miếng Thịnh Phát. Cuộc sống hiện đại nhiều áp lực khiến không ít người rơi vào tình trạng khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Nhưng mọi người có biết chính là thói quen ăn uống hàng ngày lại là nguyên nhân hàng đầu gây mất ngủ? Trong video này, hãy cùng điểm qua danh sách những món ăn có hại cho giấc ngủ mà bạn nên tránh xa. Đồ uống có cồn. Nồng độ cồn trong những loại đồ uống như rượu, bia, thậm chí cocktail có thể làm cho cơ thể khó bước vào giai đoạn ngủ sâu. Ngoài ra, chúng còn khiến buổi sáng hôm sau khi thức dậy xuất hiện tình trạng uể oải, thiếu tỉnh táo. Thức ăn nhiều vị cay. Các món ăn quá cay có thể làm nhiệt độ cơ thể tăng lên đáng kể và gây ra hiện tượng khó ngủ trầm trọng. Người bị rối loạn giấc ngủ hay có bệnh tim mạch càng nên tránh xa các thực phẩm này, nhất là vào buổi tối. Vitamin C. Mặc dù được các chuyên gia khuyên nên dùng thường xuyên, nhưng bạn có biết ăn nhiều trái cây giàu C buổi tối có thể làm cho não chúng ta tỉnh táo và dẫn đến hiện tượng mất ngủ. Thịt xông khói. Những người bị chứng khó ngủ tuyệt đối không nên dùng món ăn này. Ngoài ra, lượng muối nhiều cùng với chất tyrosin trong thịt xông khói sẽ làm cho não sản sinh ra dopamine gây hưng phấn, làm cản trở khá nhiều đến giấc ngủ. Thức ăn gây đầy bụng khó tiêu. Các vấn đề về dạ dày có thể khiến chúng ta khó có được chất lượng giấc ngủ tốt nhất. Chính vì thế, tuyệt đối nên tránh các loại thức ăn dễ gây ra đầy bụng khó tiêu như nước ngọt có ga, bánh ngọt nhiều bơ. Thức ăn nhiều dầu mỡ. Sự tiện lợi của thức ăn nhanh làm nhiều người rất thích chúng. Tuy nhiên, các thực phẩm này lại sử dụng quá nhiều dầu mỡ. Hậu quả là chúng tạo thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, dẫn đến khó ngủ vào ban đêm. Tiếp theo là cà phê. Loại đồ uống yêu thích này có thể làm bạn tỉnh táo vào buổi sáng, nhưng chúng không hề tốt cho người bị chứng khó ngủ nếu bạn uống vào buổi tối muộn. Sô-cô-la sữa. Đây là món yêu thích của cả người lớn và trẻ em, giúp đầu óc chúng ta tỉnh táo và minh mẫn hơn. Chính vì thế, nó rất kỵ với những người bị chứng rối loạn giấc ngủ. Ngoài việc nên hạn chế các loại thực phẩm vừa kể trên, bạn có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả bằng đông trùng hạ thảo. Loại dược liệu quý này có nhiều dưỡng chất, đặc biệt là cordyceps, thành phần có tác dụng loại bỏ axit lactic, giúp tăng cường tuần hoàn máu đến các chi, làm giảm căng thẳng, mệt mỏi, đem lại người dùng một giấc ngủ ngon và sâu hơn. Ngoài ra, đông trùng hạ thảo còn giúp bổ phế, thận, hỗ trợ tăng cường miễn dịch, ngừa cảm cúm, cải thiện hấp thu dinh dưỡng hiệu quả. Để được tư vấn và lựa chọn sản phẩm đông trùng hạ thảo chính hãng phù hợp với thể trạng, quý khách có thể đến trực tiếp showroom 853-855 Nguyễn Kiệm, phường 3 Gò Vấp hoặc gọi điện thoại nhắn Zalo đến hotline 090-77-99988. Cách đơn giản hơn là ngồi tại nhà và đặt hàng tại website nhansamthinhphat.com. Chúng tôi sẽ giao hàng nhanh trong ngày tại nội ô thành phố Hồ Chí Minh, từ 2 đến 4 ngày với các tỉnh thành khác. Còn bây giờ, Thịnh Phát xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy ấn chia sẻ và ấn subscribe kênh YouTube của Xăm Yến Thịnh Phát để cùng cập nhật thêm nhiều video về chăm sóc sức khỏe khác.